nhằm giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sáng nay tại xã Cồn Thoi, Ban dân vận tỉnh ủy đã bàn giao quà của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho ngư dân huyện Kim Sơn. Đoàn đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ chính sách, gia đình tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Đông, Kim Trung và Kim Hải. Với tổng trị giá 100 triệu đồng, đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tình cảm của lực lượng cảnh sát biển và cấp ủy chính quyền, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, yên tâm bám biển, bám ngư trường, tích cực cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo của Tổ quốc. Hoạt động trên nằm trong chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam.